chẳng hạn, với số lượng là khoảng 502 sản phẩm nhưng 136 cỡ. Nếu mà không gom cỡ vào để cắt thì cái bàn hàng cắt ra không khác gì cắt may đo, và một tức là 2-3 người công nhân chỉ có đứng và cắt suốt ngày để phục vụ mà cũng không kịp tổ may. Thế thì khi nhận được cái lệnh này từ trên kỹ thuật đưa xuống, và giữa kỹ thuật và tổ cắt cũng đã thống nhất với nhau gom cái size vào với nhau. Ví dụ trên lệnh là có size XS, size S và size M, và trong size thì sẽ có rất là nhiều vóc. Đấy thì khi cắt giải chồng cỡ S và cỡ M vào với nhau, và lúc tách thì chúng tôi chỉ có tách vóc ra thôi. Thế cho nên là cái việc mà cắt hàng đồng phục thì cũng sẽ đỡ rất nhiều cho cái việc mà phải cắt tay đơn lẻ một chiếc, hai chiếc một. Em tở cái ảnh bên trang. Đây tôi ví dụ các đồng chí là trên cái mẫu là mẫu của kỹ thuật chuyển xuống những cái đơn hàng có vóc là vóc tay và vóc thân, thì cái việc cắt chồng và chỉ có cắt chồng cả một cỡ, còn vóc thì sẽ tách ra và cắt theo vóc. Sau khi cắt xong thì tất cả những cái chi tiết đã cắt xong là được xếp lần lượt theo thứ tự của cái lệnh phát của trung tâm kinh doanh từ số đầu tiên đến tận số 502, và tổ cắt sẽ xếp lần lượt mỗi một cái áo kèm một cái phiếu như này và xếp chồng lên nhau, chuyển hàng xuống dưới may, trên may cứ lần lượt như thế này may, chứ không bó buộc theo từng bọn hàng nhỏ có 2-3 chiếc một. Đấy là đối với cái đơn hàng đồng phục. Còn riêng với những cái áo ngoại cỡ là những người mà không vào cái size nào hết cả, thì cái mẫu cũng được xếp lần lượt 20 mẫu hoặc 50 mẫu, và tổ cắt cũng cắt lần lượt, phục vụ tổ may cũng lần lượt theo từng cái hàng ngoại cỡ. Đó là cái việc thứ hai hiện nay đang cắt đối với các đơn hàng đồng phục nhỏ lẻ. Cái thứ ba là cái việc mà cắt ép mảng để không to bé. Khi mà vào các đơn hàng hiện nay, tôi ví dụ như đơn hàng ở xí nghiệp May 2, và đặc biệt là May 2 có những cái đơn hàng mà với cái chất liệu vải mới có 10% ni lông và 9% spandex, đó là vải co giãn 4 chiều. Với cái hàng này, nếu mà trước chúng tôi đang chạy thử pilot run, lẹp là lẹp rời mà có dính mếch thì đưa vào trong máy ép, thì bao giờ cái lẹp rời khi may kê lên lẹp khuyết thì cũng bị co hơn so với lẹp khuyết. Thế nhưng mà về phía tổ cắt là đã phá một mảng hai cái thân trước liền nhau, sau đó cho chạy qua máy ép, sau chạy xong thì mới xếp thân lại và cắt cả hai thân trước vào một cái lẹp luôn, và khi may thì không bị co kẻ nữa, chứ không phải đưa thân khuyết vào qua máy ép và lại thân cúc và qua máy ép thì hai cái kẻ mới bằng nhau được. Đấy là cái việc mà đối với các cái loại kẻ mà bị biến động sau khi ép và bị co. Sau khi làm như này thì về phía kỹ thuật cũng phải kết hợp với tổ cắt, tức là tính cái độ co của cái sản phẩm mà phải qua máy ép, thì cái mẫu độ co là tính sẽ khác với cả những cái mẫu như tay và thân sau không qua độ co, không qua máy để bị co vải, là cái độ co sẽ tính khác nhau trên cùng một sản phẩm. Còn đối với các cái đơn hàng mà cắt hiện kẻ thì cũng đang thực hiện cái việc mà chiếu tia laser theo phương thẳng đứng và chiếu đúng lấy tâm lẹp và cắt chính xác. Thì ở trên khu sơ mi hiện nay chúng tôi cũng đang làm là cắt xung quanh vòng lách, sườn, gấu, xong đó thì bổ thẳng tâm. Thì cái việc này thì hôm trước chúng tôi xuống dưới Thái Hà và thấy Thái Hà cũng thực hiện rất là tốt, thì ở trên này chúng tôi cũng đang thực hiện được những cái việc như vậy. Thì đấy là những cái việc mà đối với hàng kẻ, và không phải dọc như ngày trước đây là phải dọc từng cái lẹp một, gọi là bổ tâm ngực đấy. Đấy thì cắt luôn chính xác cả tập. Cái thứ tư là phương pháp lấy kẻ. Đối với hàng kẻ thì lấy thống nhất với tổ kỹ thuật là lấy vào những cái, đây là áo mẫu của khách hàng, lắp túi là trông chiêng giữa hai kẻ là sẽ khó khăn cho tổ may trong cái việc mà đối xứng hai lắp túi với nhau. Sau khi họp may PP và triển khai sản xuất thì cho luôn nó vào trong cái ô mà không liên quan đến kẻ, thì gần như người quay lắp túi cũng như người dán túi, và kể cả cái lẹp này cũng vậy, là cũng lấy vào cái ô trung chiêng thì cũng may cũng gần giống như hàng trơn. Và đây cũng như vậy, cũng là phương pháp lấy kẻ. Đây là đối với hàng mà có hàng kẻ caro và thép tay hai bên đối kẻ nhau, tay đối kẻ nhau, đối dọc và đối ngang. Nhưng đối với thép tay đối nhau nhưng thép tay không may trùng với thân, và khi mà lấy cái thép tay cũng lấy trung chiêng vào ô kẻ to, cái người là thép chỉ cần phải đối kẻ ngang thôi, không phải liên quan đến kẻ dọc nữa, thì cũng bớt được cái thao tác phải nhìn kẻ dọc. Đối với hàng cộc tay cũng vậy,
cũng lấy vào cái ô chung chiêng đó và chỉ phải nhìn kẻ ngang thôi. Về phương pháp giác mẫu, đối với cái hàng sơ mi hiện nay, cái việc mà trùng tâm của cầu vai, tâm cầu vai, trùng tâm bản cổ, trùng tâm cầu vai là rất là nhiều. Thì ở trên kỹ thuật của khu sơ mi giác mẫu là những cái cầu vai, những cái chân cổ là đang chạy ở các cái góc khác nhau. Nhưng mà đây giác mẫu để lấy mức với khách hàng. Nhưng mà vì kỹ thuật hiện nay trên kỹ thuật chúng tôi là chưa giác được cái việc mà giác trùng tâm vào với nhau và đưa mức xuống cho tổ cắt, thì tổ cắt hiện nay cũng đang thực hiện là vẽ mẫu đôi và tất cả những chi tiết có cái tự phải liên quan đến trùng tâm, đây là cho nó vào một mảng tâm cầu vai, tâm chân cổ, tâm bản cổ vào nhau, và sau khi xếp xong cắt một cái là chính xác luôn, không phải xếp tân cái tâm của từng chi tiết nữa. Đấy là cái việc mà đối với những cái đơn hàng mà phải trùng sườn và trùng tâm thì ở tổ cắt hiện nay cũng đang thực hiện ở tổ cắt xí nghiệp máy 2 như thế này. Vâng ạ, cái này thì tức là ở trên kỹ thuật khu sơ mi giác mẫu đối với những đơn hàng hàng sơ mi hiện nay là cổ, bản cổ, chân cổ, cầu vai phải trùng với cả tâm, tức phải là có một cái tâm trùng nhau, khi mà cái cổ bẻ xuống là trùng từ bản cổ, chân cổ đến cầu vai và xuống đến thân sau trùng nhau. Nhưng ở trên kỹ thuật là họ không đắt được trùng vào nhau. Nếu mà cứ lấy theo cái mẫu của trên kỹ thuật thì khi mà phá ra là phải xếp để cắt đúng cái tâm rất lâu. Nhưng mà xuống tổ cắt hiện nay họ đã vẽ lại và họ đặt tất cả những chi tiết trùng vào một cái tâm, vào một mảng như vậy. Và họ xếp cái mảng đó và cắt một cái là chính xác tất cả từ cầu vai, chân cổ và bản cổ, bắt tay là theo một tâm hết. Định mức có ra không? Định mức không ra, đúng định mức của khách hàng ạ. Giác mẫu thì chạy vào kẻ là họ đang không chạy xít được, vì trên cái mẫu này ví dụ như là cái chỗ bút lại hết mực, cái chỗ mà cái gấu và cái tay này là nó sát vào nhau. Đấy, nhưng mà trên mẫu là hiện nay máy nó họ chưa giác được, thế mà tổ cắt hiện nay đang vẽ lại và cắt trực tiếp ở trên vải. Có cách nào mà kỹ thuật giác mẫu mà các không phải giác lại không? Thế tại sao không làm? Đây như thế này là vấn đề. Dạ. Như cái này là đây là chân cổ hả? Ở cái dưới này hai cái bắt tay ạ. Bản cổ, chân cổ, bản cổ, chân cổ, đây là mẫu đôi và hai cầu vai lần. Sao chúng bé này nhỉ? Đây là cầu vai. Cầu vai chụp nghiêng ạ. Đây là chụp nghiêng không chụp thẳng. Chụp nghiêng. Đây là chân cổ hả? Cái thứ cùng đấy là cái bắt tay, hai cái bắt tay chị ạ. Thế bản cổ đâu, bản cổ bé tí này làm sao ra ngắn này sao được? Đây bản cổ đây ạ. Bản cổ đâu? Chân cổ, bản cổ cạnh cái bắt tay ạ. Bản cổ đâu? Đây, bản cổ đây ạ. Bản cổ đây ạ. Cạnh cái bắt tay đây chị ạ. Bắt tay đâu? Hai cái bắt tay đây ạ. Hai cái bắt tay dưới cùng đây ạ. Tóm lại không hiểu, nhìn này không hiểu. Hai bắt tay. Đâu, hai bắt tay đâu? Đây, hai bắt tay đây ạ. Vâng ạ, đây là hai cái bắt tay. Đến cái bản cổ, đến cái chân cổ. Và lại đến cái bản cổ, đến cái chân. Mày cổ, xong đến hai cổ vai. Bây giờ cái này tôi thực ra đây là một cái ý tưởng rất là tốt. Thế tuy nhiên là bộ phận kỹ thuật ấy phải làm sao mà cái cắt người ta không phải mất công ra lại nữa. Làm được bằng cái nào? Làm được thì nói chứ. Ở đây là kỹ thuật của giác mẫu trên sơ đồ ấy, thì họ là thường hàng caro là họ phải ra kẻ. Mà ra kẻ thì các chi tiết nó to ra, họ không thể xếp được như này. Còn ở dưới cắt là họ xếp các chi tiết vào thẳng vào kẻ luôn, họ không phải ra kẻ gì cả, nên nó đủ đất để xếp. Nhưng là kỹ thuật là ở trên công ty, trên phòng kỹ thuật là họ chỉ xếp trên máy thôi, họ không có vải thực tế, nên là họ xếp cứ phải cứ mỗi chi tiết lại phải ra một phân hai phân để cho nó rộng ra, để cho an toàn. Nên tôi đang hỏi là làm thế nào để giác mẫu được, thì ông nói giải thích cho tôi. Em nói lốt ạ, có nghĩa là kỹ thuật phải xuống thực tế xem vải và giác như này ở trên sơ đồ giống như ở dưới cắt để cho tổ cắt rồi. Thực ra cái này có gì khó đâu nhỉ? Đây là mọi người đang giác theo là mẫu thành khí hay là mẫu mẫu gọt đấy ạ? Mẫu cắt gọt đúng không? Và cắt đâu? Làm được như này thì kỹ thuật cũng làm được. Chính xác. Vì kỹ thuật là người làm ra mẫu cắt gọt cho bộ phận cắt thì chỉ cần lấy cái mẫu cắt gọt put vào đây thôi chứ có cái gì đâu. Nhưng mà kỹ thuật thì được dựa đào tạo là vẫn phải ra kẻ cho an toàn. Chết được rồi.
Cái lý thuyết từ từ Napoleon rồi thì thay đổi đi chứ. Vâng. À, thực ra nhé, câu hỏi của tổng đốc ấy thì tôi xin trả lời. Việc này, là, người đi. Việc này kỹ thuật làm được. Thực ra đối với hệ thống phần mềm chúng ta là tạo lưới kẻ ở trên trên máy. Và cái quan trọng nhất là khi đối với những cái kẻ to này, đấy là cái nguyên tắc là đối với kẻ to bắt buộc phải cắt cái mẫu vải hết cả phổi để người ta xác định được tâm được chu kỳ kẻ, xác định được cái khoảng cách từ ngoài vào để tạo lưới kẻ ở trên hệ thống máy. Và cái phương pháp của chúng ta bây giờ đang là gì? Là rác và cắt theo chu kỳ chẵn. Và rác chu kỳ chẵn thì cái lưới kẻ ở trên máy với lưới kẻ ở bên ngoài là tương đồng. Nó chỉ khác một chút là ở trên và dưới nó có thể khác nhau khi ở dưới nó bị chu kỳ kẻ to bé. Về trên máy người ta xác định ví dụ là 15 phân là 15 phân nó có thể đều tâm tắc. Ở ngoài nó sẽ có sai lệch thì trong cái sai lệch thì bao giờ người ta có một cái phần gọi là đất chạy về việc là bị xác định cho vấn đề chu kỳ kẻ to bé. Thì ở đây với cái sơ đồ này ấy, thì cái quan trọng nhất là cái người rác mẫu phải ý thức được rằng là để thuận lợi cho người cắt thì nên đặt những cái vị trí yêu cầu kỹ thuật là lấy tâm, thì các vị trí của các chi tiết mà lấy tâm thì đặt trùng một cái tâm thì thuận lợi cho việc là tổ cắt khi phá được. Đúng vậy là được, đúng không? Được ạ. Cái này được. Tại sao mà vẫn bảo không được? Chị ạ, thế là hiện nay đâu đứng dậy trả lời. Ở khu sơ mi thì vẫn đang rác như này, nhưng mà vì cái hàng kẻ đưa xuống dưới tổ cắt là tổ cắt vẫn đặt và vẽ lại và trên kỹ thuật nhà em là chưa rác. Tôi đang vẽ lại để cắt tất cả với lấy sơ đồ chỉ lấy mức thôi. Và ông hiểu tôi hỏi câu gì ạ? Kỹ thuật của mấy năm đâu? Đây là mấy năm hay là mấy hai? À, khu sơ mi chị ạ. Kỹ thuật của khu sơ mi đâu? Trả lời đi các. Còn thưa các chị ạ, thì với những cái hàng kẻ caro mà có chu kỳ kẻ to thì giờ kỹ thuật... Không, bây giờ tôi chỉ hỏi là có rác được để cho tổ cắt nó có phải vẽ lại hay không thôi? Cái này bọn em sẽ rác được và trên thực tế thì bọn em sẽ... Như chị Vân nói thì đúng là khu sơ mi chúng em thì trước mắt thì bao giờ bọn em cũng ưu tiên để làm thuận lợi cho tổ cắt, nhưng mà khi mà tổ cắt mà vẽ lại như này thì bọn em sẽ thực tế và bọn em sẽ kiểm tra lại, bởi vì có những lần bọn em đã rác như thế này nhưng khi xuống thực tế thì không phải tất cả đều có thể làm được, bởi vì có trong cái vải kẻ caro hiện tại của mình ý, thì 100% là các ô kẻ của mình nó có cái hiện tượng to nhỏ, nên là khi đặt các chi tiết vào nếu mà còn cái đất mà nó rất là khác nhau rồi thì đến cái chi tiết cuối cùng là nhiều khi nó sẽ bị tẩy ra một chỗ khác và không vừa được vào đấy á. Thì thông thường đây bây giờ sẽ không lấy trường hợp đặc biệt để nói cho tất cả nhá, trường hợp đặc biệt thì giải quyết theo đặc biệt, được chưa? Dạ. Tôi chỉ nói rằng là ông trưởng phòng kỹ thuật bảo được. Ông Dương bây giờ thực ra chức danh Dương vẫn đang là phó phòng kỹ thuật bảo được, đúng không ạ? Chỉ có giám đốc sĩ nghiệp là bảo chiến lược và kỹ thuật thì tôi yêu cầu xem lại. Đây là một cái sáng kiến rất là hay của bên tổ cắt. Thì tại sao mà lại cứ bắt cái thằng cắt nó cứ phải nhè ra đè cổ nó ra để đi rác lại là nào? Nhá, tôi yêu cầu cho chị Dân, chị Vân nhá. Nếu mà không làm được thì mời các bộ phận đến để phẫu thuật và báo lại cho tôi biết khi nào mà không phải làm lại. Bởi vì kẻ to bé thì thực ra từ xưa nay nó toàn to bé, nó vẫn to bé, tại sao người ta cắt người ta làm được? Nên đấy không phải lý do. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bách lại cái hình đằng trước anh cái vật đây này. Đây là một trong những cái mà tôi đã nói từ cách đây không biết là chục năm hay là hai chục năm, tức là chúng ta đang biến cái phức tạp thành đơn giản, đúng không? Lúc trước tôi nhớ là ngày xưa có một ông vua là lúc nào dạ cái này nó đối kẻ kinh lắm chị ạ, cho nên năng suất nó chỉ ra được thế thôi. Và đây là cái mà chúng ta đã làm là từ cái đối kẻ nhưng mà cuối cùng trở thành gần như là chơi lại đối đâu, đúng không? Thế là đây là giải pháp. Và đây là câu nào nhỉ, trong này trong tiếng Anh đâu rồi? Tôi vừa mới xem là có là biến cái phức tạp thành cái đơn giản ở đâu nhỉ? Ở ngoài cửa, mọi vấn đề luôn luôn có giải pháp đơn giản nhất, thì đây chính là giải pháp của chúng ta, đúng chưa? Đây là một cái áo kẻ caro, nhưng mà nếu như tổ cắt cộng với mà bộ phận kỹ thuật cộng với cái tổ cắt ấy, mà nghiên cứu thì tự nhiên nó lại trở thành trơn. Tại vì nếu 100 cái áo nó mà giống nhau thì nó có khác gì trơn đâu, đúng không ạ? Thì đây là một trong những cái mà tôi từ giờ trở đi tôi không bao giờ thích nghe câu là giả cái này đối kẻ 100%. Coi như bắt đầu từ ngày hôm nay tức là không kẻ nữa, đúng không? Đúng không ạ? Thứ nhất, biến đi hết, từ kẻ trở thành huy đi.
từ không thể thành có để, nhá, từ không thành có, từ có thành không. Tóm lại là chúng ta phải làm giống như là làm siết ảo thuật đấy, không thành có thành không. Thì đây là một trong những cái mọi người hết sức lưu ý cho tôi, bởi vì nếu chúng ta, cái lý thuyết của chúng ta là caro mà trở thành kẻ trơn thì khi ký với khách hàng chúng ta vẫn đòi giá caro, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta làm thì lại làm như kẻ trơn, như vậy là chúng ta được lợi đơn lại lợi kép. Thì tôi yêu cầu là cái này là tôi lần sau tôi không, đây không sẽ không gọi là một sáng kiến nữa, đây sẽ là tất yếu, được chưa? Cho nên các ông các bà khác mà cứ lát lát nữa tôi sẽ cho mọi người tiếp cái giải pháp giải vải, thì cái đoạn đấy cũng cắt băng luôn. Cái đoạn nào mà đã giải quyết được là cắt băng và không được quay trở về thời kỳ tìm ra châu Mỹ. Đây coi như là tìm ra châu Mỹ, và hôm nay là tìm ra cuối cùng nhá. Mỹ là bây giờ Donald Trump tổng thống từ 4 năm lên rồi, cho nên là đừng có mang Mỹ ra đây nữa. Thì tôi yêu cầu là cái lý thuyết của các đồng chí rất là hay, từ caro trở thành hàng chơi đúng là rất chi là hay, cho nên là lần sau đừng có ai nói với tôi câu chuyện này nữa. Vâng ạ, cô tôi xin tiếp ạ. Về phương pháp rắc mẫu theo mảng, rắc mẫu thì chúng ta cũng đã thực hiện rồi. Thế thì đối với cả trên hiện nay chúng tôi đang có, trước là chúng tôi có cái đơn hàng mà có các chi tiết mà phải liên quan đến S đấy, thì tổ kỹ thuật tác là cũng đã vào nhưng mà nó không được đẹp và vuông vào một góc. Thế thì sau đó thì tổ cắt đã nghiên cứu đặt lại và lên trên kỹ thuật hướng dẫn lại kỹ thuật tác mẫu. Với những chi tiết này là ép mảng thì cho vào đúng một cái ô đây, sau cắt cái mảng vuông này ép và cắt luôn một cái góc như này, thì cũng đang thực hiện. Đó là những cái việc mà đang thực hiện được tại khu Sơ Mi trong cái thời gian vừa rồi. Bên cạnh đó thì tổ cách của chúng tôi cũng có rất nhiều những cái tồn tại. Đặc biệt là cái đợt chúng tôi cũng đi học tập ở Thái Hà về, và mọi người cũng nhìn nhận thấy những cái điểm yếu của mình mà cần phải khắc phục trong năm 2017. Thứ nhất là tôi thấy nổi cộm nhất là cái việc đó là cái tư duy của cán bộ quản lý, đặc biệt là tư duy của tổ trưởng cách. Tức là lúc nào cũng chỉ nghĩ phục vụ kịp thời cho may, miễn là không đuổi hàng là được, cắt thật nhanh và thật kịp. Và cái tư duy này của chúng tôi thì chắc là cũng nhiều đơn vị cũng xem vì lúc ngồi nghe thuyết trình thì cũng giống tôi, chúng tôi cũng giống như thế thôi. Đấy, thì sau cái đợt này về thì bản thân tổ các đồng chí tổ trưởng của các đơn vị cũng phải xem lại. Thứ hai nữa là cán tổ trưởng cắt là gần như là 100% các đồng chí có tay nghề rất là cao, thâm liêm, trình độ các đồng chí làm việc cũng rất lâu năm. Nhưng cái việc mà chủ động suy nghĩ và cắt ra những cái sản phẩm tối ưu nhất để giảm bớt công đoạn trên may là các đồng chí chưa làm được. Đấy, chưa làm được. Không phải các đồng chí không làm được mà đây chưa làm và các đồng chí ngại thay đổi. Tôi ví dụ có rất nhiều những cái mẫu mà ví dụ như cái dây vắt xăng quần chẳng hạn, hoặc là đối với chúng tôi hàng sơ mi có những cái dây treo áo, các đồng chí có thể tận dụng những cái dây các đồng chí cắt dài ra được và may thì để tổ may đưa vào cữ chạy đỡ rất nhiều. Đấy, hoặc là lần tôi xuống dưới tổ cắt chỗ cái bắt tay liền sống của Thái Hà, họ cũng cắt thành một dây, ép thành một dây và trên may chỉ được chặn thôi. Tức là mình phải nghĩ ra những cái phương pháp gì mà hay nhất, tức là tận dụng bớt được công đoạn trên may để tổ may đẩy năng suất lên, nhưng mà ngược lại các đồng chí tổ trưởng cắt là chưa làm được điều đó. Cái thứ ba là còn bảo thủ và luôn luôn cứ cho mình là đúng. Tổ may có nói cái tội gì, cái lỗi gì là tổ cắt đó, cho đổi tại khách quan luôn, nào là kẻ réo, nào là chỉ làm được như thế thôi, là vân vân là vân. Tưởng luôn luôn bảo vệ cái dễ cho mình, tưởng thuận lợi cho mình, mà không nghĩ rằng khâu may mới là cái khâu tạo ra giá trị doanh thu mà làm được cái hiệu quả cho sản xuất, cho xí nghiệp, đó chính là cái khâu may. Cái thứ tư là cán bộ quản lý tổ cắt là thích ứng là chậm và không sẵn sàng tiếp cận những phương pháp mới, công nghệ mới, cũng hay đổ tại khách quan. Cái việc thứ năm nổi cộ của các đồng chí tổ cắt đó là cái việc quản lý vốn của tổ cắt rất là kém. Chỉ biết lo đi đòi lệnh, lệnh đầu vào thật nhiều và không hoàn thiện hòa hàng, tức là lean ở tổ cắt là đang kém, chưa thực hiện được tốt. Và cái cuối cùng là cũng chưa chủ động đi học hỏi các đơn vị hoặc là liên quan đến khách hàng. Khách hàng có rất nhiều cái sáng kiến hay mà mình cũng không học từ họ để nâng cao cái trình độ chuyên môn cho mình. Và cái việc mà quan tâm đến đào tạo của tổ cắt là cũng chưa tốt. Mặc dù vừa đấy các đồng chí xem cái việc ma trận của tổ cắt rồi, chỉ có 8 công đoạn thôi, mà đối với tổ cắt thì cắt phá, cắt gọt là công đoạn có cái hệ số là cao nhất. Xong đến giải vải và các công đoạn kia, ví dụ như viết số, phối kiện, dính ép mách thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà gần như
một số tay nghề của các đồng chí tổ cắt là không cao. Ở đây là cái việc mà đào tạo của các đồng chí tổ trưởng cắt là chưa quan tâm đến anh chị em công nhân tổ cắt. Đây tôi ví dụ một cái bảng ma trận của tổ cắt xí nghiệp máy 2. Đây là công đoạn chảy bại và công đoạn cắt chẳng hạn. Thế thì cái việc mà cắt này có những đồng chí, đây là cái mức 4 là những đồng chí thành thạo, làm tốt và đào tạo cho người khác. Chỉ có biết một thôi, một số đồng chí là chỉ có số 1, đây là những đồng chí là tay nghề đang bị yếu. Đấy, cho nên là trên cái bảng ma trận này, sau khi chúng tôi đánh xong và gửi lại công chí tổ trưởng phải có kế hoạch đào tạo trong năm 2017 của đơn vị mình. Cái tồn tại thứ hai là cái việc lãng phí của khâu cắt rất là nhiều. Nếu mà khâu cắt càng lãng phí nhiều thì ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của xí nghiệp rất là lớn. Qua thời gian chúng tôi đi khảo sát và quay video trên camera cũng như quay trực tiếp của hai đơn vị khảo sát thì thấy các đồng chí đang có 5 cái lãng phí mà hiện nay tôi thống kê ra. Thứ nhất là cái thời gian tìm mẫu mã công chí, thứ hai là sửa chữa hàng trong giờ, làm việc không tập trung, nói chuyện, xem điện thoại, thao tác thì thừa và chậm, và tác phong thì chậm chạp, không nhanh nhẹn. Đây là một số, đây là cái lãng phí tìm mẫu của đồng chí Hiếu đi tìm cái mẫu cắt ngọt. Đây, lững thững đi tìm mẫu. Đấy, thời gian đây một ngày hôm đó đi quay và tính toán là mất khoảng 14 phút. Mà nếu mà chúng tôi tính đặt vào công thức tính một tháng là mất 350 phút, là rơi vào khoảng 149.000. Một năm là mất 1.700.000. Và nếu mà trong 25 năm đồng chí đi làm việc thì mất khoảng 44 triệu. Thì chỉ có một người mà đã như vậy. Hoặc là cái lãng phí thứ hai, đó là cái lãng phí mà sửa chữa hàng trong giờ và làm những cái hàng thiếu, hàng để lại. Ví dụ như đồng chí Lan ở xí nghiệp 5, hoặc là đồng chí Đạt cắt cái hàng thiếu. Đấy, và cái thời gian lãng phí tính ra của một người cũng rơi vào khoảng 44 triệu. Lãng phí thứ ba, đó là cái lãng phí nói chuyện và xem điện thoại trong giờ vẫn rất là còn nhiều. Trong cái có đợt đầu năm chúng tôi cũng đã thu cái điện thoại và để sau đó thì lại không thực hiện được. Và hiện nay công nhân thì vẫn đang cầm điện thoại và trong giờ thì xem điện thoại, nói chuyện, làm việc riêng. Và lãng phí một lao động cũng mất khoảng 28 phút trên ngày. Và chúng tôi cũng tính toán ra một tháng là mất khoảng 300.000, một năm là 3.600.000. Và nếu mà cả một năm đi làm mất khoảng 90 triệu. Cái lãng phí thứ tư, đó là cái lãng phí về cái thao tác chậm và thao tác thừa. Hôm cái hình ảnh này là hôm trước chúng tôi quay ở xí nghiệp Thái Hà. Một người công nhân trải vải họ đi chỉ hết 17 giây một lá vải, nhưng mà ở xí nghiệp 22 công nhân là đi mất 30 giây. Tức là cái tác phong đi lại là không nhanh, mà nếu đi lại chậm chạp như này cũng ảnh hưởng đến năng suất. Và một ngày là lãng phí một lao động mà lãng phí mất 109 giây, đấy hơn một tiếng ấy. Và mất khoảng 82.000. Một tháng là 2 triệu, một năm là 24 triệu và 25 năm là 620 triệu. Đấy là đối với cả công nhân mà đi lại không nhanh nhẹn, chậm chạp, tác phong chậm chạp cũng ảnh hưởng đến năng suất của tổ cắt. Cái lãng phí tiếp theo, đó là cái tác phong làm việc chậm chạp, không tập trung. Đấy, đi lại không nhanh nhẹn, ví dụ như là ở đồng chí Định, ở xí nghiệp 15 chẳng. Thì hình này. Khi tôi xuống đây, những cái hình này tôi quay ở dưới Thái Hà, công nhân họ đi lại rất là nhanh. Nếu mà nói về tác phong là tôi cũng nhận thấy là về phía mình là cũng chưa tác phong công nghiệp là chưa nhanh được bằng so với cả xí nghiệp khác. Và cái lãng phí do công nhân gây ra thì cũng mất một tháng là 160, một tháng 160.000, một năm là 2 triệu và trong quá trình công tác là 25 năm cũng mất khoảng 50 triệu. Với cái lãng phí trên chúng tôi cộng lại, tổng thời gian của một lao động là mất 72 phút trên một ngày, không tạo ra năng suất. Một tháng là 1.801 phút, rơi vào khoảng 1.200.000. Một năm là 14 triệu và cả quá trình công tác là 364 triệu của một lao động trong quá trình làm việc. Đó là những cái lãng phí. Ngoài cái việc mà lãng phí mà không tạo ra năng suất thì cái thời gian làm việc hiện nay đang làm 10 giờ mà lãng phí mất một tiếng, tức là 1,2 giờ không tạo ra giá trị cho sản phẩm. Về phía năng suất của tổ cắt, một ngày bình quân là hiện nay đang cắt được 5.200 một ngày và lãng phí mất 624 sản phẩm. Đáng nhẽ với thời gian đó phải cắt được là 5.800. Lao động đang sử dụng là 42 người và lãng phí 4 người, với cái số lao động 38 người là đã cắt được 5.800.
và cái việc lãng phí nếu mà tính ra USD một tháng là 2.400 và một năm là 28.800 đô. Với cái lãng phí mà lao động chỉ là tác phong rồi là không nhanh nhẹn rồi tìm kiếm mẫu rồi vân vân, thì ở xí nghiệp máy 2 và máy 5 chúng tôi khảo sát bình quân một xí nghiệp hiện nay cái lao động chúng tôi đang lãng phí khoảng từ 4 đến 5 lao động, và cũng đang có kế hoạch để giảm cái lao động và để tăng cái năng suất của tổ cắt thì chúng tôi cũng đã đang thực hiện. Đó là những cái tồn tại của tổ cắt khu Sơ Mi. Sau đây tôi xin trình bày cái phần thứ hai, đó là cái các cái lãng phí trong quá trình sản xuất mà để ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Thì đây là 9 cái loại lãng phí mà chúng ta cũng được dự rất nhiều những cái cuộc hội nghị hội thảo của tổng công ty. Đó là sản xuất thừa, hàng hỏng, vận chuyển, thao tác, công đoạn thừa, chờ đợi, không tạo năng suất, tồn kho, sáng tạo. Tức là những cái từ sáng chúng ta đó là cái sáng tạo. Không áp dụng sáng tạo cũng là lãng phí, và lãng phí về thông tin. Tức là thông tin truyền tải tới nhau không đến nơi đến chốn và mất nhiều thời gian, lãng phí. Và đây là cái hình ảnh minh họa cho cái việc lãng phí. Sản phẩm làm ra của các nhà máy có thể khác nhau, nhưng những cái lãng phí điển hình tìm thấy ở các nhà máy thường là giống nhau. Và đây nếu mà từ khi đơn đặt hàng của khách hàng đến khi xuất hàng, nếu chúng ta lãng phí thì thời gian rất là dài, và nếu chúng ta giảm thiểu được lãng phí thì cái lead time của chúng ta sẽ ngắn đi. Và dưới đây là tôi cũng sưu tầm và liệt đưa ra 30 cái lãng phí phát sinh đã được nhiều tổ chức doanh nghiệp của Nhật Bản nhận diện được trong cái quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Và sau đây tôi xin trình bày các cái lãng phí mà để tôi nhận diện của đơn vị mình với cả một số những cái đơn vị liên quan đến khu Sơ Mi chúng tôi. Thứ nhất là lãng phí phát sinh do tổ chức bố trí mặt bằng kém, không thuận tiện, gây khó khăn trong quá trình sản xuất và di chuyển sản phẩm. Đây là cái việc bố trí mặt bằng, tức là mặt bằng nhà xưởng không thuận tiện từ đầu vào đến đầu ra. Cái việc này là do thiết kế và xây dựng nhà xưởng. Ví dụ như khu Sơ Mi của tôi, tổ cắt thì ở tầng 2, nhưng mà tổ may thì ở tầng tổ cắt tầng 3, tổ may tầng 4, tổ là lại tầng 3. Tức cái việc đi lại đó cũng là gọi là lãng phí về mặt bằng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Và lãng phí tiếp theo là đường đi của sản phẩm dài. Đây là cái việc thiết kế truyền mà không rút ngắn được đường đi của sản phẩm, của cả khâu cắt, khâu may và khâu là. Và thiết kế truyền không theo dòng chảy của sản phẩm, tức cái sản phẩm đi vòng lại. Đấy cái gọi là cái lãng phí về mặt bằng và không thuận tiện. Cái lãng phí thứ hai đó là phát sinh do cách đặt đồ vật kém, cách biểu thị kém, do chúng ta mất thời gian tìm kiếm các đồ vật dụng cụ để phục vụ cho việc sản xuất. Đó là sắp xếp đồ vật không hợp lý, có thể chúng ta với tay lấy xa hoặc thao tác không thuận tiện. Cái này có thể ở cả xí nghiệp và văn phòng, cái việc sắp xếp tài liệu giấy tờ cũng ảnh hưởng gây ra lãng phí. Nhà máy 5S và nhà máy hiển thị kém không đầy đủ sẽ dẫn đến thiếu thông tin, và chúng ta cũng phải đi tìm kiếm, mất thời gian và phải đi hỏi xem là những cái này để ở đâu. Cái lãng phí thứ ba là lãng phí nội tạng trong chính bản thân động tác của con người. Người lao động có những động tác thừa chưa chuẩn dẫn đến giảm năng suất. Ví dụ công nhân làm việc là động tác thừa, tức là tác phong chậm chạp. Động tác khác với thao tác, tác phong chậm chạp, thao tác chậm và không nhanh nhẹn cũng giảm năng suất. Thao tác đúng nhưng mà không nhanh thì cũng đó là động tác thừa. Hoặc là nhân viên phòng ban nghiệp vụ làm việc có những động tác thừa, nhiều khi không biết mình làm gì trước làm gì sau, và có thể gọi là 15 phút chập chàng là mình thẫn thờ rồi đấy. Đấy tức là đấy cũng là những lãng phí. Cái thứ tư, lãng phí phát sinh do quy trình cân bằng kém, như là một số phải chờ đợi hàng thiếu và nguyên vật liệu thiếu. Về cái việc mà chờ đợi ở đây là nguyên vật liệu về không đồng bộ dẫn đến sản xuất phải chờ đợi, hoặc là làm bớt lại những cái nguyên vật liệu sau đó làm sau và phát sinh lãng phí các công đoạn thừa. Cái việc này thì hiện nay đối với cán bộ mặt hàng, phòng kế hoạch cũng làm ảnh hưởng đến xí nghiệp về cái việc mà chờ đợi nguyên phù liệu bê lên bê xuống, làm đi làm lại rất mất thời gian của chúng tôi. Cán bộ quản lý cân bằng truyền kém, công nhân ngồi chơi cũng không hết năng lực, và cũng đấy cũng là một lãng phí. Và phân công công việc cho nhân viên không đúng năng lực sở trường và dẫn đến nhân viên không phát huy hết cái năng lực của mình, thì đấy cũng là cái lãng phí mà không làm hết năng lực. Thứ năm là lãng phí phát sinh khi tạo ra phế phẩm do lơ đễnh, có thể người lao động không tập trung vào công việc, không làm đúng thao tác.
Đây là chất lượng xấu và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, làm việc không tập trung, hiệu quả sản xuất thấp, chất lượng xấu, công nhân hoặc là ngồi bàn làm việc cả ngày nhưng không có hiệu quả. Cái việc này là nhân viên là cũng hay bị. Tôi có thể nhìn ngồi ở máy tính rất chăm chỉ, ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, nhưng mà cái hiệu quả công việc là không có. Hoặc là một số nhân viên mà kể cả tôi giao việc tôi cũng biết, cũng làm một cái báo cáo tháng hoặc là một cái bài phân tích gì đó, có thể người khác làm chỉ mất 1 tiếng, 2 tiếng là xong, nhưng có những nhân viên có khi cả ngày cũng không xong. Đấy, tức là đối với nhân viên là rất khó đo đếm và làm việc không có hiệu quả. Cái lãng phí thứ 6 đó là lãng phí phát sinh do thiết bị hư hỏng. Các thiết bị không được bảo dưỡng đúng kế hoạch dẫn đến hỏng hóc vào thời điểm sản xuất. Tức là thời gian máy chết hỏng nhiều, sửa máy lâu, mất thời gian sản xuất và không có năng suất. Cái việc này là ở dưới xí nghiệp có, và nhân viên sửa máy tay nghề yếu cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của xí nghiệp. Trung tu bảo dưỡng quản lý thiết bị không tốt dẫn đến độ bền của máy móc không cao. Đây là cán bộ quản lý các xí nghiệp và công nhân vận hành máy và thợ sửa máy. Cái lãng phí thứ 7 là lãng phí nội tạng trong chính bản thân hoạt động của thao tác, một số hoạt động thao tác thừa. Những động tác này không phát sinh ra giá trị của sản phẩm. Tức là những thao tác tạo ra giá trị sản phẩm đó mới là không lãng phí, còn không tạo giá trị sản phẩm đó là lãng phí. Cái này thì AI phân tích cũng rất nhiều rồi, đó là lãng phí thao tác. Cái thứ 8, lãng phí phát sinh do chuyển sang sản xuất sản phẩm khác, do điều chỉnh sản xuất chủng loại sản phẩm dẫn đến phải vệ sinh thay khuôn chuẩn bị nguyên vật liệu khác. Tức là chuyển đổi sản phẩm nhiều cũng ảnh hưởng đến sản xuất. Đây là chuyển máy móc, mà đặc biệt là thay sản phẩm nếu mà cùng một chủng loại. Như chúng tôi sơ mi thì không sao, nếu từ quần sang váy, từ váy sang hàng bông là cái việc thay máy móc, chỉnh máy cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, là chuyển đổi sản phẩm. Lãng phí thứ 9, lãng phí phát sinh do thiết bị ngừng lặt vặt. Những hỏng hóc lặt vặt không dẫn đến dừng hoàn toàn nhưng mất thời gian công sửa lại. Cái này xảy ra rất nhiều trong quá trình sản xuất, tựa thiết bị nó không hỏng hẳn để vứt ra ngoài truyền để sửa, tức là cái sùi chỉ, đứt chỉ, hỏng vặt. Đấy, hỏng vặt đã ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất. Cái này nguyên nhân có thể do người vận hành máy cũng không thành thạo trong quá trình vận hành, cũng dẫn đến máy móc hỏng lặt vặt. Cái lãng phí thứ 10 là lãng phí hàng phế phẩm phát sinh, nguyên nhân là thiết bị sản xuất cài đặt sai hoặc là không ổn định, tức là do máy móc làm hỏng cái thiết bị dẫn đến hàng phế phẩm phải loại bỏ. Lãng phí 11 là lãng phí phát sinh do nguyên vật liệu kém phẩm chất, làm lại sản phẩm chất lượng đầu ra không ổn định, phát sinh nhiều sản phẩm hỏng. Đây là do nguyên vật liệu khách hàng đặt mua của nhà cung cấp kém chất lượng, công tuyệt phải chọn, phải kiểm tra lại chất lượng. Có những cái nguyên phụ liệu chúng tôi phải kiểm tra 100%, nhãn các đồng chí đặt về, cái nhãn dán cầu vai là không đều nhau, không cho vào máy lập trình may được, mà chúng tôi phải may bộ. Đấy, và phải chọn những cái nhãn mà có, nó không được vuông thành sắc cạnh cũng rất mất thời gian, hoặc vải réo kẻ, hoặc là khác màu, loang màu, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất. Lãng phí 12 đó là sản phẩm vứt đi từ nguyên vật liệu, ví dụ trong một số ngành thì không thể tận dụng được nguyên vật liệu hoặc sản phẩm thừa hoặc là BVI. Đấy, tức là cái trong các cái lãng phí này đã áp dụng cho nhiều ngành nghề, cho những, có những cái gần như là nó cũng giống của ngành may chúng ta, và cái này trong ngành may cũng có. Ví dụ những nguyên vật liệu mà chúng ta đặt thừa và không tái sử dụng lại được, hoặc quản lý nguyên phụ liệu kém lên bị hỏng mà cũng phải vứt đi, thì cái này cả xí nghiệp với kho chúng tôi cũng có. Lãng phí tiếp theo, lãng phí do nói chuyện điện thoại, tốn tiền điện thoại, sao nhãng và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Đây, nói chuyện đấy chính là cái lãng phí này, ở tổ cắt của Kusumi cũng có. Đấy, nói chuyện hoặc là nói chuyện điện thoại dài, lan man không dứt điểm. Đây là khả năng giải trình kém, mất thời gian làm việc và là tốn tiền điện thoại. Cái là nhân viên phòng ban nghiệp vụ và xí nghiệp cũng đều có. Rất nhiều đồng chí khi mà giải trình một cái vấn đề gì đó không đi vào trọng tâm và nói mãi người khác không hiểu, rất mất thời gian và tốn kém. Lãng phí thứ 14 là lãng phí phát sinh do hội họp. Đấy, hiện nay nhiều vị trí thời gian hội họp nhiều nhưng mà hiệu quả không có. Đấy, cho nên cái việc mà hội họp cái người chủ trì cũng rất là quan trọng. Chuẩn bị nội dung có thể thâu tóm vào 1-2 cuộc họp chứ không để nhiều cuộc họp, và họp thì không lan man và nói vào trọng tâm, và phải có cái kết luận cũng như chốt rõ ràng. Đấy, đây là cái việc mà lãng phí hội họp. Lãng phí phát sinh do tìm kiếm hồ sơ không được sắp xếp khoa học gọn gàng, để hồ sơ để lung tung
phải tìm kiếm mất nhiều thời gian, và đặc biệt là cái việc lưu trữ dữ liệu ở trên máy tính ổ cứng cũng không khoa học, dẫn đến là để không nhớ mất dữ liệu, thậm chí có những người mất phải làm lại dữ liệu thuộc về nhân viên phòng ban. Lãng phí phát sinh do cái trình độ nghiệp vụ thông tin không được báo cáo truyền đạt đầy đủ chính xác tới các bộ phận liên quan. Đây là khả năng truyền đạt không tốt, hoặc nhận thông tin không trả lời, hoặc là khi giao việc không phản hồi lại, là cái việc mà thông tin cũng ảnh hưởng đến lãng phí. Lãng phí phát sinh do phó mặc kết quả tự nhiên của lỗi thao tác nghiệp vụ, lỗi hay không cũng không quan tâm. Cái việc lãng phí mà phó thác này thì là cũng có xảy ra trong quá trình làm việc, đó là giao việc không kiểm tra. Ví dụ như là các cái cấp quản lý, các cấp lãnh đạo khi giao việc cho cấp dưới là phải kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời, tránh trường hợp để nhân viên làm xong rồi xong kiểm tra lại tái chế, là cũng đó là lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Phí nhân công phát sinh do tăng thêm nhân lực trực tiếp do lãng phí về thao tác, đây là thao tác lãng phí. Từ khi định biên lao động theo cái chuẩn rồi, nhưng mà bộ phận đó đáng nhẽ chỉ sử dụng một người thôi nhưng phải thêm hai người, đó là do lao động không đáp ứng và phí trực tiếp bị phát sinh thêm. Lãng phí phát sinh do phải bố trí cố định nhân sự thay thiết bị ngừng lặt vặt trong quá trình thay thế bổ sung sản phẩm, máy móc không ổn định phải bổ sung thêm lao động vào công đoạn đó. Phí nhân công phát sinh do chưa ứng dụng tự động hóa, khi đó phải sử dụng nhân công dẫn đến giảm chi phí. Cái lãng phí này là chưa áp dụng hết máy móc thiết bị, máy lập trình, các loại máy sử dụng, dẫn đến là phải thêm lao động và sử dụng cứ gá cũng không triệt để. Lãng phí phát sinh do khấu hao đầu tư thiết bị nhưng để làm kho chưa được đưa vào sản xuất, thiết bị mua về không sử dụng hết năng lực, hoặc là đầu tư dư thừa không tính toán chưa chuẩn để làm trong kho, hoặc là đầu tư phần mềm máy tính các loại mà không khai thác hết ứng dụng thì cũng sẽ dẫn đến lãng phí đầu tư. Lãng phí phát sinh do không thu hồi các cái nguyên liệu vật tư của nhà cung cấp dẫn đến phế phẩm. Ví dụ đây cái này thì đưa hàng ra ngoài gia công và chất lượng không đảm bảo dẫn đến mình cũng không thu hồi được vốn. Phí nguyên liệu vật liệu phát sinh do không thể mua với giá gốc, mức chênh lệch giá thực sự trên thị trường với mức giá phải trả. Tức là mua qua nhiều cầu, nhiều trung gian cũng dẫn đến chênh lệch giá và giá nguyên liệu đầu vào cao, hoặc chưa tìm được nhà cung cấp tối ưu dẫn đến mua giá cao, đó cũng là lãng phí. Phí nhân sự phát sinh do tăng nhân sự gián tiếp dẫn đến phí nghiệp vụ, chi phí văn phòng. Nhân sự gián tiếp nhiều dẫn đến là lãng phí trong doanh nghiệp và chưa có đánh giá năng lực cũng như định biên công việc cho khối phục vụ và không tiết giảm được nhân sự. Cái này kể cả về xí nghiệp cũng như khối phòng. Phí nhân sự dành cho gián tiếp chưa ứng dụng công nghệ cao, công nghệ quản trị thông tin chưa được ứng dụng vào các khâu quản trị giấy tờ, phần mềm, Excel, Word mất nhiều thời gian và phát sinh thêm nhân sự. Việc in ấn giấy tờ lưu trữ nhiều cũng phát sinh lãng phí. Chi phí phát sinh do khiếu nại tiền đền bù, phí nhân sự. Thì cái này lãng phí này do chúng ta nếu quản lý chất lượng không tốt, khiếu nại của khách hàng đi giải trình giải quyết cũng mất rất nhiều thời gian. Hoặc là một số các cái vị trí phân chia công việc không công bằng, giải quyết không triệt để, công nhân kiện cáo thắc mắc xong đi giải quyết cũng mất thời gian. Chi phí do phát sinh sản phẩm không phù hợp sửa chữa, đây là chất lượng xấu, sửa chữa tái chế ảnh hưởng đến hiệu quả. Chi phí phát sinh do mua những sản phẩm hao mòn mau hỏng, ví dụ mua những cái trang thiết bị không sát thừa để lâu han gì bỏ đi, hoặc thiết bị cũ mua về phải sửa chữa nhiều không làm được cũng lãng phí tiền mua và thời gian sửa chữa. Chi phí phát sinh do tồn kho thừa nguyên vật liệu sản phẩm dở dang, sản phẩm thành phẩm, tức là nguyên vật liệu mua thừa cũng dẫn đến lãng phí và tồn kho. Và cái cuối cùng đó là chi phí phát sinh do đặt gia công ngoài, tồn kho, vận chuyển, chi phí khác. Cái này tính toán kế hoạch chưa chính xác và hàng đưa ra ngoài gia công cũng mất nhiều thời gian đi quản lý và vận chuyển vân vân. Thế thì với cái 9 cái lãng phí của chúng ta mọi khi đó là 9 cái lãng phí đã sâu tóm hoàn toàn. Và đây là những cái lãng phí mà một số công ty Nhật họ đã xuất ra và tôi cũng đưa lên để trình bày với hội thảo là như vậy. Còn về phương hướng của khu Sơ Mi chúng tôi trong năm 2017, thứ nhất là cái việc tuyên truyền để cán bộ công nhân cắt phải thôn, tức là phải thay đổi tư duy. Nếu không thay đổi thì sẽ không tồn tại và phát triển được, và phải chủ động trong công việc, dám nghĩ, dám làm, và phải đặt mục tiêu phục vụ cho khâu may làm nhanh nhất, cùng nhau phá cái nút cổ chai
của lúc cổ chai của sản phẩm của khâu may chính là của tổ cắt, và trên tinh thần cho trước nhận sau, gieo nhân gì gặt quả đó. Đấy, tức là mình phải vì mọi người chứ không phải chỉ biết cắt cho xong tống hàng xuống may không gửi hàng. Đấy, tự bỏ ngay cái tư duy như vậy. Cán bộ quản lý phải thay đổi phương pháp làm việc và luôn luôn suy nghĩ cải tiến thuận lợi nhất cho khâu may để tăng năng suất. Đánh giá ma trận tay nghề mỗi quý một lần, lên kế hoạch đào tạo tay nghề, tổ chức thi tay nghề giỏi để mọi người phát huy hết khả năng của mình. Và định biên lao động cắt, chuyển lao động lên may có chế độ phù hợp với các lao động chuyển làm việc khác. Và sẽ có một đội thợ điều động các khâu từ cắt cả may cả làm, và có lộ trình giảm lao động của khu sơ minh. Và chúng tôi cũng có lộ trình giảm dần lao động cắt và giảm thiểu lãng phí, nâng cao hiệu quả công việc. Và cái việc mà tổ cắt cấp hàng cho may, chúng tôi đang đặt mục tiêu là sau khi nhận lệnh 2 giờ là vải về, là 2 giờ là có hàng cấp cho may. Cán bộ quản lý xí nghiệp và quản lý tổ cắt sẽ chủ động học hỏi phương pháp mới, công nghệ mới của các đơn vị bạn để theo kịp yêu cầu công việc hiện nay. Và trong năm 2017 về rồi thì chúng tôi cũng đã có dự trù cái máy cắt tự động lên công ty và cũng đã được duyệt. Thì năm nay khi mua máy về, chúng tôi cũng sẽ áp dụng và áp dụng cắt được tất cả những cái loại hàng trơn, hàng kẻ dọc caro chúng tôi sẽ thực hiện, và sẽ có cái kế hoạch để giảm tiếp lao động tổ cắt và thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý của tổng công ty, nâng cao chất lượng công việc và tuyệt đối không hợp thức. Thì vừa rồi thì tôi cũng đã trình bày những cái việc mà đang thực hiện và những cái tồn tại của khu sơ mi chúng tôi trong năm vừa rồi. Và xin cảm ơn các đồng chí trong hội thảo đã lắng nghe. Chuyển thế à? Kính thưa các đồng chí đại biểu, tôi xin tự giới thiệu là tôi là Giang Thanh Chiên, tổ trưởng tổ cắt xí nghiệp Mai Thái Hà. Và rất vinh dự cho tôi ngày hôm nay được lên trình bày và chia sẻ kinh nghiệm. Lời đầu tiên cho phép tôi xin thay mặt cho toàn thể anh chị em công nhân